Tử vi tuổi Mậu Dần 1998, tháng 7, âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng Cô Hồn là tháng Diêm Vương khai mở cửa quỷ môn quan, cho âm binh vạn quỷ trở về dương gian thăm lại cố hương người thân. Trong tháng Cô Hồn không ít những điểm xui xẻo có thể xảy đến với chúng ta. Ấy thế mà những người tuổi Mậu Dần lại là một trong ít những con giáp cực kỳ may mắn. Người tuổi Mậu Dần là một người chăm chỉ, cần cù, đam mê với công việc, có nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Họ sống khá thực tế, luôn cố gắng vươn lên, đạt được những mục tiêu mình đã đề ra. Họ không tin vào sự sắp đặt của số phận, họ tự lập, có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vậy cơ duyên nào mang đến cho những người tuổi Mậu Dần những may mắn ngập tràn như vậy? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trước khi theo dõi video, quý vị đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông, thông báo để có thể ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải tử vi của tuổi Mậu Dần trong tháng 7 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần tổng quan của các bạn tuổi Mậu Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Mậu Dần 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao, lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội, được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam, kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần. Là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không cần báo đáp. Song họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được với những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao, song cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để có được nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa, thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Thích tự mình lập nghiệp, người tuổi Mậu Dần thường có óc sáng tạo cao, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ. Nếu có thể cùng nửa kia của mình nghiên cứu và phát triển kế hoạch sâu hơn nữa, thì nguồn lợi thu về sẽ cực kỳ xứng đáng. Mậu âm thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ tuổi Mậu Dần cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Đặc biệt năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế, để có thể nghênh thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bạn tuổi Mậu Dần trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng này không hoàn toàn thuận lợi cho những gia chủ tuổi Mậu Dần bắt đầu vào công việc mới. Với những người đã đi làm, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Nhưng bản chất ham vui sẽ bị lôi kéo khiến cho những người tuổi Mậu Dần dễ dàng đi chệch đường say, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét.
Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí khiến bạn dễ mắc sai lầm, con đường công danh, sự nghiệp. Thế Gia Cát khuyên bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chờ 10 quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bạn tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xét vận trình tháng 7 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, các bạn tuổi Mậu Dần xui xẻo, hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui, hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay. Đặc biệt, để có thể tăng vận may mắn, cải mệnh, các bạn tuổi Mậu Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ, bảo vệ các bạn trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh, đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo, bước sang tháng 7 âm năm Tân Sửu, các bạn tuổi Mậu Dần vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh khiến bạn không muốn để lỡ mất hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Các bạn có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Dần hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Mậu Dần còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Mậu Dần khá ổn định. Người tuổi Mậu Dần có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của gia đình trong những việc bạn muốn làm. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ Mậu Dần không nên quá cần lực kiếm tiền hay quá tập trung vào việc học mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Người tuổi Mậu Dần còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các bạn tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của Mậu Dần sinh năm 1998. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để mọi người tuổi Mậu Dần có thể nắm rõ, tránh những ngày tốt, xấu để tránh được những trường hợp không may xảy ra trong tháng cô hồn đầy ma quái. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7. Từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch, tháng Bình Thân nạp âm Sơn Đầu Hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ,
tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi và tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Mậu Dần tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, Lạp Giáp, Bính Thân. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, Lạp Giáp, Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, tránh vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được hanh thông, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ sức khỏe cho gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Mậu Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Hợi, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Hợi, Nạp Âm, Thoa, Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Giá Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Mậu Dần trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc trong tháng này được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ của thầy Gia Cát để được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.